Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hai nhân vật chịu trách nhiệm lớn nhất trong vụ việc này là ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2011-2016, và ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngoài ra còn có ông Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng của Bộ này, ông Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp, cũng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Phía Mobifone có ông Lê Nam Trà, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, ông Cao Duy Hải, Tổng Giám đốc của Mobifone. Những sai phạm của các ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Phạm Đình Trọng, ông Lê Nam Trà, ông Cao Duy Hải bị cho là rất nghiêm trọng, còn vi phạm của ông Phạm Hồng Hải là nghiêm trọng. Mobifone mua 95% cổ phần của công ty AVG với giá là gần 9.000 tỷ đồng, bị đánh giá là quá cao so với giá trị thực của AVG. Giới quan sát cho rằng đây là hành vi cố tình trục lợi, có biểu hiện của nhóm lợi ích, tham nhũng bằng cách khai khống giá trị của AVG và dùng tiền của nhà nước để chi trả. Cũng đồng tình rằng đây là một ví dụ điển hình về lợi ích nhóm, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển, phân tích. Một cái nhóm lợi ích khổng lồ nhất, to nhất, đấy là Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ 4T cũng là một nhóm lợi ích rất là lớn. Bộ Công an cũng là một nhóm lợi ích rất là lớn. Tất nhiên là các cái doanh nghiệp tư nhân mà nó câu kết với chính quyền cũng là những nhóm lợi ích rất là lớn. Và ở đây là các cái nhóm lợi ích ấy nó cấu kết với nhau để nó làm ăn. Rồi có những lúc thì nó không cấu kết với nhau mà nó gầm ghè nhau và nó chọn nhau. Trong cái vụ AVG với Mobifone thì tin đồn dài dài từ xưa rồi đó, là bà con gái của ông cựu thủ tướng thì là cái người mà gọi là chấp mối làm tư vấn. Vụ Mobifone mua AVG chỉ là một ví dụ trong rất nhiều trường hợp các nhóm lợi ích cấu kết với nhau để tham nhũng. Các dự án thu phí đường bộ BOT cũng được cho là một điển hình của các nhóm lợi ích lộng hành ở Việt Nam. Và gần đây nhất là vụ quy hoạch đô thị Thủ Thiêm cũng được các đại biểu Quốc hội nói thẳng là có lợi ích nhóm trong việc điều chỉnh quy hoạch để trục lợi. Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành cho rằng, bản chất của nhóm lợi ích là một điều tất yếu của bất kỳ xã hội nào, một hiện tượng hiển nhiên của một nền kinh tế. Đây là hiện tượng một nhóm người hay nhóm doanh nghiệp hợp tác làm ăn với nhau để cùng có lợi. Tuy nhiên, ở Việt Nam, cứ nhắc tới nhóm lợi ích là người dân thường có ác cảm. Chuyên gia Bùi Kiến Thành giải thích. Thường thường là ở Việt Nam thì cái vấn đề cái nhóm lợi ích nó đi đôi với lại cái nhóm có quyền lực, mà nhân dân thì nghe là đã nhìn những người có quyền lực mà lợi ích nữa thành ra là quan tham. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng chính thể chế chính trị ở Việt Nam đã tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của các nhóm lợi ích tham nhũng. Rất đáng tiếc là gì, là nó không có các cái lực lượng đối lập hợp pháp, ví dụ như là các cái đảng chính trị khác hoạt động một cách hợp pháp, luôn luôn xăm soi Đảng Cộng sản Việt Nam là ông làm một cái gì mà bậy bạ thì tôi sẽ vung hết những cái việc làm bậy bạ của ông ra cho dân biết, và đến cái đợt bầu cử tiếp thì dân không bầu cho các ông nữa, và chúng tôi như thế là hê các ông xuống và cố gắng để chúng tôi được phiếu để chúng tôi lên, hay không? Và lúc đấy các ông lại ở cái thế đối lập hợp pháp và các ông lại săn soi chúng tôi. Đấy là một cái cơ chế dân chủ rất rất là hùng mạnh để nó làm cho các cái nhóm lợi ích như thế nó bớt hoành hoành hơn. Khác với phần đông các quốc gia trên thế giới, Việt Nam theo chế độ cộng sản do một đảng duy nhất lãnh đạo. Chế độ này bị nhiều nhà bất đồng chính kiến chỉ trích là mầm mống gây ra nhiều tai họa trong xã hội, và lợi ích nhóm là một ví dụ. Giới lãnh đạo ở Việt Nam, từ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đều nhiều lần nhắc đến tình trạng lợi ích nhóm cấu kết để tham nhũng. Tuy nhiên, hiện tại tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra trong xã hội, mà nhiều vụ việc được phanh phui là nhờ phản ứng từ dư luận, điển hình như các dự án BOT. Chuyên gia Bùi Kiến Thành cho rằng, việc xóa bỏ các nhóm lợi ích ở Việt Nam nói thì dễ chứ làm thì khó, bởi môi trường Việt Nam
vốn tạo thuận lợi cho các nhóm này phát triển. Nếu mà trong cái xã hội mà cái công tác cán bộ không có làm được tốt, những cán bộ có chức có quyền bị tha hóa, bị sa đọa, bị tham nhũng, thì làm cái môi trường để cho nhóm lợi ích nó phát triển mạnh lên, mà đồng tiền là nó phá nhân nghĩa mà. Như là nghị quyết Trung ương 4 của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã nêu ra, từ trung ương cho tới địa phương, từ các bộ các ngành cho tới làng xã đều bị tha hóa hết, thì đó là một cái quốc nạn, nó dựa trên cái đấy mà nó phát huy ra những cái nhóm lợi ích. Tình trạng cán bộ tha hóa được chính báo chí trong nước phanh phui thường xuyên. Từ cấp thấp nhất là làng xã đã xảy ra tình trạng tham nhũng vặt của dân qua các thủ tục hành chính, hay những vụ cả họ làm quan xã hay quan huyện, cho đến cấp trung ương với những vụ tham nhũng lên đến hàng ngàn tỷ đồng mà đối tượng vi phạm, người thì là thành viên Bộ Chính trị, kẻ thì là lãnh đạo doanh nghiệp lớn của nhà nước. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, để giảm tình trạng lợi ích nhóm lộng quyền, trục lợi thì phải có sự thay đổi cơ bản nhất từ thể chế. Chỉ có cách tức là gì? Là phải minh bạch, phải công khai. Nhất là cái quyền phải có báo chí độc lập, người dân có quyền được nói và phải có một cái nền gọi là luật trị, tức là cái mà gọi là rule of law, tức là gì? Là luật là trên hết, và như vậy ai cũng phải theo, kể cả ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam lẫn cả Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải là như vậy là gì, là mấy vị ấy ngồi chôm hổm trên luật. Ông cũng nói thêm rằng pháp luật Việt Nam phải công nhận các lực lượng đối lập để họ nêu ra những sai phạm của cơ quan chức năng nhằm sửa đổi cho một xã hội tốt đẹp hơn, chứ không phải cứ hễ họ lên tiếng là bị gọi là bọn phản động và bị trừng trị theo pháp luật. Không phải chỉ xảy ra với Hội nghị Trung ương 7 lần này, mà từ rất lâu, các nhà quan sát theo dõi chính trị Việt Nam trong nước đều có cùng nhận xét, đó là chính trường Việt Nam rất khó đoán. Một phần cũng vì cái gọi là rào cản báo chí mà các tổ chức thế giới gọi tên chung là tự do báo chí hay tự do ngôn luận. Từ thông tin, diễn biến cho đến cả nhân sự các cấp đều là những bài toán đố có mặt xuyên suốt chính trường Việt Nam. Blogger Kami từng có nhận định trong bài viết cá nhân đăng trên trang Á Châu Tự Do cho rằng, việc mọi ý chí của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như những dự đoán của các nhà phân tích chính trị trong và ngoài nước đã hoàn toàn đảo lộn là một bất ngờ lớn trước ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 7. Không phải chỉ riêng blogger Kami mà phía dư luận theo dõi diễn biến những sự việc lớn xảy ra gần đây cũng phải đặt câu hỏi. Trước tiên là vụ Mobifone mua AVG. Việc này từng được nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng đánh giá là một bước ngoặt lớn và quyết liệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng sau khi có kết quả của thanh tra chính phủ, vụ án rơi vào im lặng như đã từng thế 3 năm trước. Rồi cho đến vụ khơi lại dự án khu đô thị Thủ Thiêm trong vòng một tuần lễ và ngưng bặt ngay sau đó. Thêm một lần nữa, dư luận có cơ sở để hỏi nhau rằng cái lò của ông Trọng đã nguội rồi chăng? Câu trả lời của blogger nhà báo Trương Duy Nhất, người theo dõi rất sát sao những chuyển biến chính trị ở Việt Nam, khẳng định là không. Trước tiên, đối với vụ án AVG, blogger Trương Duy Nhất nhấn mạnh, những vụ án như thế kéo rất dài. Ông tiết lộ thêm chi tiết để ông tin rằng vụ án không bị chìm xuồng như dư luận đang nhận định. Tôi cho blogger không bị chìm xuồng được. Theo tôi biết thì cái vụ đấy nó thuộc diện là một trong những vụ án đã đưa vào thuộc diện người ta gọi là quan sát đặc biệt đó, tức là những vụ án thuộc diện ban bí thư chỉ đạo. Tiến trình điều tra như nào, xử lý như nào thì phải có ý kiến của ban bí thư. Vụ ấy chỉ nó xử đến ai, tức là xử đến nhân vật nào, đến ai và mức độ như thế nào thôi, chứ tôi cho rằng đối với bên phía thanh tra chính phủ đã yêu cầu chuyển qua công an để yêu cầu đề nghị khởi tố, mà khi thanh tra chính phủ đưa qua thì tất nhiên sẽ đã có chỉ đạo từ ban bí thư rồi, thì việc khởi tố vụ ABG thì cái điều đó tôi cho là cái điều nó không thể khác được. Khởi tố dính đến ông nào, dính nhân vật nào thôi. Dư luận từng nhiều lần nhắc đến các nhân vật liên đới trong vụ AVG. Một trong những cái tên được cho là khá nhạy cảm là bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Câu hỏi của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng về vấn đề này có thể xem là câu trả lời tiếp nối cho ý kiến của blogger Trương Duy Nhất. Cái giả thiết đặt ra thế này, nếu như bà Nguyễn Thanh Phượng mà dính dáng sâu
dưới gắn sâu tới cái vụ mobile phone của ABC thì thế nào? Liệu bà Nguyễn Thanh Phượng có bị khởi tố hay không? Có bị liên quan tới vụ án này, có bị khởi tố và thậm chí là có thể bị bắt ra hay không? Nói tiếp về nhận định của mình, blogger Trương Duy Nhất đưa ra thêm các phân tích ông cho là vụ AVG là một vụ án liên quan rất nhiều nhân vật cấp cao. Thứ nhất là dính đến quan chức cấp cao, có thể là hàm trung ương, ủy viên, hàm bộ trưởng. Đó thứ nhất, thứ nhì là nó có yếu tố thứ hai để nó dùng dần nữa. Đó là theo tôi nghĩ thế thôi, tức là nó dính đến cái nhóm nhân vật mà tôi cho là số 1 của Việt Nam hiện giờ, đó là cái nhóm Phạm Nhật Vượng và Phạm Nhật Vũ. Vì cái AVG nó dính tới Vượng Vũ, cái anh em Vượng Vũ đó mà nếu mà khởi tố khi đó thì theo tôi thì cái trách nhiệm, cái khả năng khởi tố Phạm Nhật Vũ đó rất cao, cho nên mặc dù cho ông Vũ phía AVG thì đã trả lại toàn bộ cái số tiền đó rồi, nhưng mà theo cái cách lý giải của người ta thì coi như là hành vi, nếu gọi đó là hành vi phạm tội, tôi bây giờ tôi nếu thôi nha, chứ mà cái việc định tội của tòa thôi, nếu cái hành vi đó được định tội, nếu sau này được định tội thì coi như hành vi phạm tội đã hoàn thành thì cái việc anh trả lại tiền chỉ là tình tiết giảm nhẹ thôi. Kết luận do blogger Trương Duy Nhất đưa ra để khẳng định AVG không thể chìm xuồng và phải cần một thời gian dài để xử lý là do vụ án này dính đến hai đối tượng. Thứ nhất là các quan chức cấp cao và thứ hai là một nhóm quyền lực kinh tế ở Việt Nam, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Thêm một chi tiết đáng chú ý được nêu ra từ những nhà quan sát. Đó là năm 2016, đã có thông tin ông Nguyễn Bắc Son, nguyên cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, ông Trương Minh Tuấn, lúc đó là Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đã dính dáng đến vụ Mobifone mua AVG. Tương tự, vụ dự án khu đô thị Thủ Thiêm từng được dự đoán là hướng cháy mới của ngọn lửa đốt lò của ông Tổng Bí Thư. Thế nhưng, sau một tuần ồn ào hầu như không có giới hạn báo chí, thì lại hoàn toàn rơi vào im lặng. Với quan sát của blogger Trương Duy Nhất, ông cho rằng nếu xem Thủ Thiêm là một nhánh củi lửa của ông Trọng, thì nhánh củi lửa đó nhằm hướng đến những nhân vật phía Nam. Mà như thế thì phải thận trọng, chứ không thể bùng lên mà có thể xử được. Một cách phân tích khác từ tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, ông cho rằng vụ Thủ Thiêm là một vụ án lớn liên quan nhiều tổ chức, phải có một cách nào đó để người ngoài và người trong cuộc nhìn vào, để thấy rằng đây là một câu chuyện chống tham nhũng thật sự. Và như thế, thời gian là yếu tố bắt buộc. Ví dụ như cái chuyện một cá nhân nào đấy, ví dụ chuyện của ông Thăng hay là chuyện của ông Thanh, thì nó chỉ là một cá nhân thôi. Một cá nhân và nó liên quan một số cá nhân khác ở trong một cái công ty. Nên cái chuyện Thủ Thiêm nó lớn hơn nhiều là cái chỗ là nó liên quan đến nhiều cái thứ tổ chức khác nhau, thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, người dân ở đấy, các doanh nghiệp mua bán đất ở trên đấy, xây dựng ở trên đấy. Nó lớn hơn cái chuyện của cái dầu khí rất nhiều, và cái mức độ phức tạp cũng như là lặt vặt của nó cũng là rất là nhiều, vừa lặt vặt vừa phức tạp. Không thể nói rằng người ta sẽ làm nhanh như những cái vụ trước đây được. Một hướng suy luận thứ hai được blogger Trương Duy Nhất đặt ra để giải thích cho diễn tiến Thủ Thiêm rơi vào im lặng, đó là có thể Thủ Thiêm không phải là nhánh củi lửa của Tổng Bí Thư, mà chỉ là một cuộc đánh đấm trong nội bộ của thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên nó bùng lên thì các cái tập đoàn đó họ đã nuốt Thủ Thiêm như thế, thì tôi nghĩ là để họ bịt miệng báo chí, họ bịt miệng dư luận, họ làm tắc nghẽn vụ đó thì nó cũng không khó lắm. Một khi chỉ là cuộc chiến của các nhân vật trong thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải là nhánh củi lửa quan trọng. Nếu nó là nhánh củi lửa quan trọng thì có thể nó nguôi một thời gian thì nó sẽ bùng lên thôi. Nhìn lại con đường chính trị và những quyết định khi đương vị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ hội nghị Trung ương 6 của khóa trước, blogger Trương Duy Nhất cho rằng không nên chủ quan với suy nghĩ lo của ông Trọng bắt đầu nguội lạnh. Theo ông, sự tạm thời im lặng với AVG, Thủ Thiêm có nhiều khả năng sẽ là chiến thuật trước một cơn bão lớn.